Xin chào các bạn, mình thợ ống chuyên. Hôm nay mình sửa một chiếc nguồn ATX của thương hiệu Photon này. Nó bị cháy đứt cả cầu rốt luôn. Cháy đi thủng mạch luôn nhé. Đây cháy thủng mạch của chỗ cầu rốt này. Đây là con cầu rốt bị cháy này. Mình đã khắc phục sơ bộ nhé. Cháy đứt cả cái con cuộn dây này luôn, cuộn cảm luôn. Ngoài lọc nhiễu cao tần này. Đứt cuộn cảm và đứt con kéo rốt. Thì cái này mình đã khắc phục sơ bộ rồi. Sau đây mình sẽ chỉ về phương pháp khắc phục của mình. Thì khi cháy này đầu tiên mình sẽ tháo cái đường, tháo các con công suất ra nhé. Ở tấm này nó có 5 con công suất này. 2 con MOSFET là 5R140 này. Và con diode này là phần công suất của cụm boost áp nhé. Này, cụm nâng áp này từ 220V đầu vào sau cầu đốt nó chỉ lưu ra 300V, nhưng qua cuộn lọc và dàn công suất này nó sẽ tạo ra 390V này. Còn đằng này có hai con công suất để nó đóng mở cho cái biến áp động lực này nhé. Thì 390V hoặc 300V nếu mà được cái mạch bút áp làm việc này, mạch bút áp gồm các ba con này làm việc, chạy qua cuộn dây nó bút áp lên 390, nó cấp cho nguồn cấp trước. Bút áp hoặc không bút áp nó đều cấp cho nguồn cấp trước để nguồn cấp trước làm việc nhé. Còn cấp trước của con này nó sẽ tạo ra 5V và 17V để cho cái mạch này làm việc. Và khi nó nhận được cái tín hiệu bật máy tính ấy, thì nó sẽ đóng điện hồi tiếp về để cho cái mạch IC nguồn ở đây, để cho nó tạo xung kích cho biến áp động lực làm việc, thì nó sẽ có nguồn ra nhé. Đây là con IC của phần boost áp này. Nó sẽ điều khiển hai con MOSFET ở đây. Hai con MOSFET này đấu song song nhau thôi. Còn đây con diode chỉnh lưu đầu ra của phần boost áp. Chỗ này có hai con diode, chỗ này là hai con MOSFET, chỗ này là của phần biến áp động lực. Đây, hai con này đây. Cắm lên như này. Hai con ở đây và đây ba con. Trên mạch thì có một số linh kiện chính là đây là phần biến áp của nguồn cấp trước này. Chỗ này có IC của nguồn cấp trước nhỏ nhỏ trong này nhé. Đây là biến áp của kích driver, tạo ra hai cặp xung ngược tính nhau kích driver nhé. Đây chắc là vi điều khiển chính nhé. Còn phần này chắc nó tạo ra một đĩa áp phụ ở đằng sau này nhé. Mình chưa rõ là nguyên lý thế nào, nhưng mà phần sơ cấp của nó, phần thứ cấp của nó từ đằng này trở đi nó ít hỏng lắm. Nó chỉ có hỏng một phần trước thôi nhé. Và đối với mạch này thì nó bị cháy mạch như thế, nhưng mà cầu trì không bị cháy đâu nhé. Con cầu trì nó chỗ nào nhỉ? À đây. Con cầu trì đây, không đứt đâu nhé. Chắc là nó bị cháy mục dần dần nhá. Mình có tháo, lúc mình tháo ra thì cái phần chỗ này này nó rất nhiều cái bụi của máy tiện gỗ. Bạn kia làm ở xưởng tiện gỗ, bụi tiện gỗ nó bám đây, nó đọng nước ngoài, nó ẩm, nó làm cháy mạch nhá. Sau khi mình nhổ được cái dàn công suất này ra ấy, mình đo là không con nào chết cả, thế nó mới hay nhá. Một cầu đốt chết thì không nói, nhưng mà cái dàn công suất không chết. Đây là mình đo cái con diode này, một chiều lên một chiều không lên này là tốt nhá, để thang 10K nhá. Theo đo 5 con MOSFET, 5 con MOSFET giống nhau luôn, 5R140P, SD thông, DS không thông, kích dẫn, DS thông, ngắt kích, DS ngắt, kích dẫn, DS thông. Với phương pháp này mình xác định được 5 con MOSFET sống như này là ok nhá, thấy tươi tươi đấy. Sửa mà công phần công suất cứ sống, cầu trì không đứt này thì nó đỡ tốn linh kiện nhé. Solo mạch của phần động lực của nó nhé, không thể giải thích chi tiết trong một cái video ngắn được. AC220 vào đưa qua cầu đốt này, cầu đốt ta sẽ thu được ở chỗ này là điện áp 300V, 300V lọc bởi một con tụ không phân cực thôi. Chỉ trên mạch hơi khó nhưng mà các bạn cứ nhìn hình dung như này, con tụ không phân cực nhé. Nó cấp qua một cái biến áp để nó nâng lên 390V, hai con Q5 và Q2 đối với mạch này. Nó sẽ đóng mở thì quận đây nó dao động tạo ra đây 390V. 390V lọc bởi con chỉnh lưu bằng con diode và lọc bởi con tụ 560mi 400V nhá. Nó cấp cho cùng nguồn cấp trước, cùng nguồn cấp trước tạo ra 5,1 và 17V. Và cũng 390V được cấp qua con Q17 và Q15 đóng mở trên biến áp động lực này.
và đằng ra có cuộn thứ cấp thứ tao thì nó khác nhau 12, 5 hay 3,3 V nhé. Biến áp động lực này nó sẽ phải đóng qua hai con tụ xuất áp nhé, qua một con như giống như kiểu cuộn CT cái cảm biến dòng này, qua cuộn loa 2 lao xuống đất nhé. Đây cuộn loa 2 để lao xuống đất đây. Đây là cuộn nhỏ này là con giống như kiểu cuộn CT cảm biến dòng. Đây là biến áp để kích cụm driver nhé, là cụm Q17, Q15 ấy, nó phải kích qua một con biến áp này nhé. Thì đầu tiên nó hỏng này mình phải kiểm tra cái phần nguồn cấp trước của nó làm việc đã, thì các phần sau mới làm việc được. Nguồn cấp trước thì cũng biến áp xung đây và con IC nhỏ trong này nhé. Bây giờ mình sẽ cấp 220V vào. Bình thường thì mình sẽ phải kiểm cấp nguồn thông qua một cái bóng đèn nhé. Mình đang cấp bóng đèn này 60W, mình nối tiếp với cái con nguồn ATX này, mình cắm này. Đấy, đèn nó nháy sáng này chứng tỏ cái tụ 400V nó lạp ấy. Giờ mình đo điện áp ra này, lấy mình đã chạy qua mạch rồi thì mình biết là nó ra hai điện áp nhé, điện chân mát của nó. Đây một pha điện áp ra 5,2V này và một pha điện áp ra chỗ này là 17V đây. Mình dò theo con diode chỉnh điều của nó thì mình biết nó ra hai điện áp, như vậy nguồn cấp trước tốt nhé. Phần nguồn cấp trước thì lúc đấy mình đã đo rồi, nó có rồi. Bây giờ mình đo xung kích của mạch PFC và xung kích cho biến áp động lực. Này mình cắm này, bình thường ở trạng thái này mình chưa kích dẫn cho cái nguồn này thì nó không có xung kích đâu nhé. Xem có không có này. Và mình bắt đầu kích dẫn. Kích dẫn là có trên chân màu xanh lá cây của cái mạch này. Kích xuống mát ấy, thì nó cũng bắt đầu nó xuống. Đây nhá, xung kích đây. Xung kích này. Mình để 5V này, bây giờ xung kích nó đang tầm 10V nhé. Một con này, hai con này nó tương ứng nhau thôi, hai con sẽ móc song song. Còn đây sẽ là xung kích của cụm biến áp động lực GDF. Các bạn nhìn nó hơi khó nhìn tí. Đây là xung kích của biến áp động lực này, hơi khó nhìn nhé. Phải đo giữa D và S của cái con MOSFET nhé, đo mát chung nó không đúng đâu. Đây là đo D và S một con này, hai con này, thấy tương đương nhau này là chắc ok đấy nhé. Còn bây giờ mình sẽ hàn công suất vào thử tải. Sau khi mình hàn công suất vào mình sẽ thử này, đây là mình kích mở này. Kích mở này kích cái đường chân PS on về đất ấy thì nó sẽ sáng này. Nếu mà sử dụng bóng đèn 60W thì nó sáng trắng luôn nhé. Và nó sẽ không, bóng đèn 60W này không đủ để cấp cho cái phần bù áp làm việc. Mình phải cấp qua một cái bóng đèn như này, là bóng đèn này tầm 400W này. Đây, bóng đèn của dạng như bếp, từ bếp hồng ngoại hay nó lướng cái gì 400W nhé. Mình cấp này thì nó không còn sáng đèn nữa. Thì mình đó mình kích mở đây. Mình kích cho cái nguồn xung này làm việc này. Bây giờ mình đo nó có các điện áp dài nhé. Cái này mình đã sửa rồi, mình chỉ quay lại thôi mà. Đây 12,2 này. Đây là mát rồi thì không nói. 3,39 này. Và 5V này. Có cái thằng âm 12V nó ở đoạn nào ấy. Có thể nó ở trên phần cụm mạch đứng nhé. Như vậy là mình đã sửa xong được một cái nguồn này. Lúc đầu trông thì nhìn thường phức tạp nhưng hóa ra sửa lại dễ nhé.